Dưới sự hỗ trợ của kính vi phẫu và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phối hợp với các chuyên gia bệnh viện tuyến trung ương phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có khối u tủy ngực. Có biểu hiện yếu hai chân, hạn chế đi lại và đau vùng cột sống. Sau thăm khám, chụp cộng hưởng từ MRI cột sống ngực, bệnh nhân 56 tuổi ở huyện Bắc Hà được phát hiện có khối u trong ống sống ngoài tủy lệch trái và có chỉ định vi phẫu loại bỏ khối u. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành tuyến trung ương, ca phẫu thuật đã thực hiện thành công. Khối u được loại bỏ, bảo vệ an toàn cấu trúc tủy sống và rễ thần kinh. Trong tủy sống như các bạn đã biết thì nó là cái hệ sợi dây thần kinh. Nếu trong quá trình chúng ta lấy u mà không cẩn thận thì có thể gây tổn thương, và những cái tổn thương này không phục hồi, bệnh nhân sẽ gây liệt viễn. Thì chúng tôi phải tiến hành mở cái cung sau và lấy u dưới kính vi phẫu để làm sao mà lấy được u mà lại hạn chế tổn thương nhất với tủy sống của bệnh nhân. Theo các chuyên gia y tế, u tủy ngực có triệu chứng khởi phát không rõ rệt và tiến triển chậm với những biểu hiện triệu chứng dễ nhầm lẫn với những bệnh thoái hóa thường gặp như đau lưng, tê bì chân. Do vậy, khi có bất kỳ biểu hiện nào của bệnh, người bệnh cần đi khám để được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nặng.